Là Chim hả? Ừ, ơi Chim. Chào mọi người. Chưa qua vô. Chờ chút đi, tao đi vô. Mày mời người ta mới vô được. Không mời chứ, mấy lần các bạn vô là thấy mình vô là đó. Cà phê đây ngon lắm chú. Cà phê khá ngon. Bởi nhưng mà uống ngon ngon cho tao uống ít lắm. Còn thì ngày phải 2-3 ly, ở công ty cũng uống, lên bàn làm việc phải có cà phê. Chào bạn nha. Có một người rồi. Ok. Xin chào quý khán thính giả khắp toàn cầu. Sáng nay hai chú cháu uống cà phê. Hôm nay uống cà phê với lại bạn Hải, chú Hải. Ok thì hôm nay chú Hải sẽ mượn diễn đàn mình nói một vài câu chuyện về kinh tế vĩ mô. Có những cái mà bên kia nó thắc mắc rồi chú Hải sẽ trả lời. Rồi, mời chú Hải nói chuyện. Rồi. Ở cuộc sống này chú à, lịch sử mà nói thì mình cũng thể nói trên cái điện thoại này, clip này một vài phút, 50 phút nó đủ được hết. Mà mình phải nói tổng thể thôi. Nhiều người lên đến cái điện thoại, đến cái clip Facebook, YouTube á để nói 50 phút mà nói hết lịch sử của thế giới, lịch sử của Việt Nam thì sao mà hết được chú? Con nói chú này đúng không? Thì mình chỉ nói tổng thể thôi. Chẳng hạn như có nhiều người họ phải lập luận thế này này. Có đại đa số có rất nhiều người họ lập luận thế này. Tại sao Việt Nam này là đất nước cộng sản? Tại sao Việt Nam lại không theo tư bản nhưng mau giàu? Tại sao Việt Nam không theo Mỹ để Mỹ hỗ trợ, để Mỹ giúp đỡ cho máu giàu? Thì con thì với một người tuổi trẻ, tụi con lập luận ngắn gọn lắm. Tụi con là một người chuyên đi làm kinh tế, lo làm kinh tế, chăm chút làm kinh tế chú ạ. Nhà con là người Việt Nam mà. Nhà con lớn lên được đào tạo ở dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, dưới đất nước rất là bài bản. Mà đến ngày hôm nay con năm nay 45 tuổi rồi. Con mở công ty được hơn 20 năm rồi chú. Rồi. Cho nên là để có ngày hôm nay thành đạt như ngày hôm nay, có cơm ăn áo mặc, thì cũng nhờ nhà nước, chính sách nhà nước mở cửa và nhà nước tạo nền tảng để doanh nghiệp của con phát triển như ngày hôm nay. Thì về cơ bản vĩ mô chú ạ, ta phải hiểu thế này này. Đầu tiên khi mà đất nước ta hòa bình độc lập, được lập kiệt về sau chiến tranh, thì cái việc đầu tiên nhà nước á, là phải làm những cái việc cấp thiết. Thì trong cái đề tài chúng bọn con đi học á, là phải dùng từ cấp thiết. Cái từ hay nhất ấy, là cái gì cấp thiết nhất làm trước, cái gì chưa cấp thiết thì làm sau. Và chúng ta nên nhớ rằng là một cái nhà nước cũng giống với một cái gia đình, giống với nhà chú nhà con đó. Cái việc đầu việc chúng ta cần làm trước, ta phải làm trước. Việc tất cần nhất làm trước, thì cái việc đầu tiên cho vợ con, ta phải kiếm cơm cho vợ con ăn rồi đó. Đứa trẻ phải kiếm sữa nó bú. Rồi phải có nước cho nó uống. Xin lỗi mọi người, cho một cái rõ ràng, có nghe tiếng rõ ràng không mọi người? Chắc có chứ. Rồi ok. Chú công nhận không? Đúng rồi. Một quốc gia cũng giống một gia đình, ta nói như thế. Muốn giàu anh phải có một cái nền tảng, có bốn liếng. Đúng không? Đúng rồi. Rồi là phải có thời gian. Chứ không thể mà đùng cái là anh giàu liền được. Có đi ăn cướp. Con nó có đi ăn cướp. Khi đất nước ta hòa bình và mở cửa, thì những cái vấn đề cấp thiết đầu tiên, đó là bác Hồ nói, bác Hồ đã nói là diệt giặc nhốt. Phải có trí tuệ rồi đó. Đầu tiên nhà nước phải xây trường, đào tạo đội ngũ giáo viên, giáo sư, tiến sĩ, để mà dạy từng bậc, từ những đứa trẻ nhỏ nhất từ 1-2 tuổi đến học đại học, giáo sư, tiến sĩ. Đó là cái nền tảng đầu tiên là diệt giặc nhốt, đúng không? Đó là cái nền tảng là phải có nền giáo dục tốt. Cái việc thứ hai là diệt giặc đói. Đói thì phải có lương thực, phải có nước, phải có muối. Mà muốn có lương thực thì phải có thủy lợi, thì nhà nước tưới tiêu. Phải có ruộng đất này, phải có thủy lợi.
việc đầu tiên mà nhà nước ta tốn rất nhiều tiền, đó là phải xây đập ngăn sông dẫn nước về các đồng ruộng, các làng mà các bản làng mà dẫn nước kể cả về thành phố này cũng bằng ngăn đập, đập ngăn sông phải có nước. Đó là cái tâm vĩ mô đầu tiên chính phủ phải làm, đảng phải làm, nhà nước phải làm, để người dân bây giờ ta mới có. Ai cũng nói Việt Nam đi xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đó là một quá trình nhà nước xây dựng mất 40-50 năm, một chính sách lâu dài mà kể từ năm 1945 sau khi Bác Hồ nói phải chia chắc rút, chia chắc đói. Sau khi ta đói rồi, bây giờ ta dư ăn ta mới xuất, đúng không, nhận không? Đúng rồi. Làm gì làm chứ phải no cái bụng đó, muốn làm giàu phải no cái bụng đó, muốn làm giàu phải no cái bụng. Thì việc của Bác là Bác Hồ nói vĩ mô lắm, Bác nói chia chắc đói, nhưng mà cái việc để việc chắc đói ấy, thì phải làm gì? À, khi ta có nước, có ruộng, có đồng, có người, có trí tuệ thì ta phải có điện, đi theo song song là phải có điện. Mà đến ngày hôm nay đất nước ta, con vừa trước con được đi Hà Nội, con được lên Hòa Bình tham quan nhà máy điện Hòa Bình. Đó là cái nhà máy điện Hòa Bình mà được Liên Xô tặng 100%, xây dựng trong 15-20 năm gì đấy. Khi con được vào trong nhà máy điện, con thấy cái sức xây dựng ngoài sức tưởng tượng, nó hiện đại quá mức tưởng tượng. Mà thời đó năm sau mấy mà Liên Xô đã tài trợ ra những công trình vĩ đại như thế đấy, mà đến ngày hôm nay nhé, đến ngày hôm nay mỗi ngày chúng ta đang ngồi quạt phát sao á, chúng ta vẫn đang xài điện của thủy điện Hòa Bình, đang phải trả ơn cho Nga đấy, nước Nga vĩ đại đấy. Ngày hôm nay ta ngồi đây ta vẫn phải cảm ơn nước Nga vĩ đại, chính là cái điện mà ta đang xài cái điện thoại này sau lưng quạt phát đấy. Thủy điện Hòa Bình bây giờ đang hòa vào mạng lưới điện quốc gia, đường điện 500 kV 10%, khoảng 10%. Chú thấy xây dựng từ thời đó đến giờ đất nước phát triển, GDP đã tăng lên mấy nghìn lần. Khi ngày xưa có mấy đô la một đầu người một năm à, bây giờ là 5-6 ngàn thôi, 4-5 ngàn gì đấy. Nhưng mà nếu theo tính sức mua là khoảng 14-15 ngàn, mình tính sức mua thôi. Thì tại sao tính sức mua là vì tính tô phở Việt Nam là 40 nghìn, tô phở bên Mỹ 400 nghìn, sức mua cho nó đúng. Thì chú thấy cái tâm vĩ mô, một câu nói của Bác Hồ làm cho cả dân tộc phải xây dựng mất từ 40-50 năm. Chú hiểu không nào? Phải làm gì đó, điện, sao có điện? Điện thì bây giờ thì nhà nước xây rất nhiều thủy điện rồi, gồm cả thủy điện, nhiệt điện năng lượng mặt trời, rồi là mọi nguồn lực để mà phát triển về điện. Thì hiện tại bây giờ thì đất nước phát triển một năm khoảng 7-8%, thì lượng điện cũng phải tăng trưởng như thế, tương đương như thế chú ạ. Hàng năm phải xây điện nhiều hơn đấy. Thì nhu cầu cấp thiết của con người đó là điện, rồi đến đường. Đường thì trước đây thì nhiều người nói là ổ thằng Pháp sang đây ngày xưa nó xây giúp ta xây được đường tàu. Thì trước đây 100 năm Pháp đô hộ chỉ xây được một đường tàu thôi, mà đường tàu đó do người Việt Nam làm, như người Pháp nào nó in tiền ra, tiền Đông Dương đấy. Mất dài. Đó, chú hiểu không? Thì làm được cái đường tàu. Đường tàu thì hiện tại bây giờ thì hàng trăm năm nay ta vẫn xài cái đường tàu đó, nhưng mà vẫn đang xài được. Chứ phải là vấn đề cấp thiết nhà nước phải xây liền ngay lúc đó. Thì bây giờ đang có những cái dự án nhà nước có thể xây những đường tàu cao tốc. Thì trước giờ bây giờ ta đang xây đường bộ cao tốc từ Bắc đến Nam. Ta có đường hàng không rất là vĩ đại. Bây giờ ta đang tiếp theo ta xây đường bộ cao tốc. Sau khi đường bộ cao tốc rồi ta sẽ làm đường tàu cao tốc. Tức là cái gì cấp thiết trước, gạo cho đủ ăn rồi, nước đủ uống rồi, thuốc đủ, phúc đủ, đủ chữa bệnh rồi, bệnh viện á, ý đó, y học á, trường học đã xây xong rồi. Thì bây giờ ta làm những cái gì, những cái phần mà chưa trước đây con người, nhu cầu con người cần á, thì bây giờ lại xây dựng tiếp. Bây giờ chú biết không, càng ngày sau phát triển, đất nước càng phát triển thì người dân giàu lên, thì những cái công trình sau này xây dựng á, là nhà nước có quyền thu phí. Còn trước đây là xây miễn phí, đường cũng phải miễn phí, người dân nghèo đâu có tiền đâu mà đóng phí. Thủy lợi nhà nước cũng đầu tư 100%, cho không, cho nhân dân không. Rồi là điện, nhà nước cũng xây những công trình điện, xây không như Nga, thằng Nga đó, nước Nga đó, nước Liên Xô cũ đó. Thì cũng nghe luôn. Cho miễn phí luôn. Bây giờ... cái này đầu tiên là con đặt câu hỏi là tại sao lại theo Hồng Tây, Hồng Tàu, Hồng Mỹ cho nó bao giàu. Con mới lập loạn cái này này. Việt Nam ta cũng có thời kỳ theo tư bản đấy chứ.
từ năm 1958 là thằng Pháp vào đầu hồ đấy. Nó đánh đầu tiên là đánh vào thành Gia Định và lấy 6 tỉnh miền Nam, buộc nhà Đinh Triều Đình nhà Nguyễn phải ký hiệp định nhường đất cho thằng Pháp. 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Rồi sau đó là kể từ đó thì đến năm 1984 thì Pháp hoàn thành việc đô hộ Đông Dương. Đặt Triều Đình nhà Nguyễn là một Triều Đình Bù Nhìn bảo hộ. Thì từ 1954 đến 1945 thì đất nước ta nằm dưới ách cai trị của thực đế quốc Tư Bản Thực Dân Pháp. Thế gần 90 năm theo Tư Bản đó, Triều Đình nhà Nguyễn nghe ngọt luôn, Bảo Đài cũng nghe ngọt luôn. Trong khoảng thời gian đó, đất nước lầm than đau khổ, 99% dân ngu dân, nghèo nàn lạc hậu, vua không nghe lời, đẩy đi châu Phi. Đặc biệt là vua Hàm Nghi là một, Thành Thái là hai, Di Tân là ba. Ba vị vua đó là phải đẩy đi đảo Réunion như ở bên châu Phi đó. Con đọc cái từ đảo con đọc cũng rõ lắm, nhưng mà con nhớ là chữ gì, Réunion như đấy, ở bên châu Phi ấy, là một cái đảo mà thằng Pháp chiếm của thằng châu Phi đó. Vua mà thằng Tư Bản nó còn nhốt sang bên đấy, chú thấy không, đau khổ như thế chứ. Trải qua một thời kỳ đất nước là thay vua như thay áo, từ thời Tử Đức mất đi, để lại cho vua Dục Đức là có bốn ngày. Dục Đức chỉ lên ngôi được có 4 ngày. Vua Hiệp Hòa là em của vua Tử Đức, em ruột của vua Tử Đức, là nhà thơ vua Hiệp Hòa đấy, lên ngôi được 4 tháng 10 ngày. Đồng Khánh cũng lên được năm mấy hai năm, Thành Thái cũng được mấy bữa, Duy Tân cũng thế, Hàm Nghi cũng thế, đầy đi hết. Chỉ sau này là vua Khải Định là có Bác Hồ có làm cái bài hịch chứ đấy, là vì Khải Định đi họp thuộc địa bên Pháp đó, để ra vua Bảo Đại, đào tạo lên Bảo Đại là sau này bị thoái vị đó, năm 1945 đó. Thì trải qua 90 năm tư bản Pháp đô hộ, khai thác thuộc địa, 20 năm tư bản miền Nam nữa. Thì chúng ta đã theo tư bản rồi có giàu đâu, đúng không? Con nói đúng không? Chú lập, con phải lập lần chứ, con thì được đào tạo trong nước. Và chúng con nói theo sách vở của các nhà sử học viết đấy, và thực tiễn của đất nước là như thế. Thì theo con nghĩ tư bản thực dân luôn, phong kiến luôn. 100 năm, gần 100 năm, có giàu đâu chú ha, có giàu đâu. Rồi con nói tiếp, trên thế giới này á, không phải nước nào theo tư bản nó cũng giàu. Bọn con lập luận ngắn gọn như thế. Ví dụ cả thế giới này thì xã hội chủ nghĩa cộng sản chỉ có 5-7 nước thôi, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, vì chẳng hạn như một số nước Nam Mỹ ở đây, châu Á có Lào nữa, rồi một số nước Nam Mỹ như Venezuela, rồi Brazil, rồi là những nước đó thì về cơ chế hoạt động là cộng sản, là xã hội chủ nghĩa đấy. Nhưng mà tư bản không phải là cả thế giới này tư bản đều giàu đâu. Người ta lấy lập luận là gì? Hàn Quốc là một nước gọi là nước thuộc địa của Mỹ sau khi cuộc chiến Liên Triều, do Mỹ đỡ đầu. Và một cái thứ đau khổ nhất đó là chia cắt hai miền Nam Bắc, cùng một dân tộc, cùng một dòng giống người sinh ra, nói tiếng Triều Tiên, viết chữ Triều Tiên, nhưng mà bị chia cắt làm đôi. Đó là một sự đau khổ của dân tộc Hàn Quốc. Và nói rằng nước Hàn Quốc giàu do Mỹ có một phần thôi. Phải nói rằng là người Hàn Quốc rất là giỏi, đến bây giờ họ cũng giỏi, họ học rất giỏi, chăm chỉ, rất chăm chỉ, là tộc người mà gọi là chăm chỉ nhất hành tinh đấy. Và học rất là giỏi, họ cũng chăm học giống người Việt Nam đấy, họ rất giỏi. Cho nên là họ vẫn dùng cái giỏi của họ và thực sự đỡ đầu của Mỹ. Nhưng mà cái giàu có của họ rất nguy hiểm. Một bên cạnh là anh Triều Tiên là luôn luôn lăm le bom nguyên tử để ném, giàu mà nguy hiểm cũng sợ ấy chú. Rồi ngoài ra có Trung Quốc nữa, Trung Quốc đâu ngán. Trung Quốc bây giờ kinh tế cũng đứng đầu nhất nhì thế giới. Họ có một kho vũ khí cực kỳ hiện đại. Anh nói làm gì anh chống lại 1 tỷ tư người Trung Quốc á. Cái đầu tiên là nhà nước Trung Quốc là họ phải bảo vệ dân của họ chứ, họ đâu có để tha đâu chú, đúng không? Và hơn nữa là bây giờ trên cái nước đó thì Mỹ đó làm chủ. Nước Mỹ làm chủ là vì có rất nhiều hạm đội, rất nhiều quân Mỹ đang đóng quân trên đó.
Rồi đến thằng Nhật, người Nhật họ đã giàu trước người Mỹ, họ có lịch sử cả hàng chục ngàn năm rồi. Cũng bị kèm kẹp mới Mỹ. Bây giờ nước Nhật thì thực chất là cũng một thuộc địa của Mỹ, thì sau hai quả bom nguyên tử Nhật đâu ha. Bây giờ trên các đảo Okinawa và rất nhiều hòn đảo ở trên chỗ Nhật Bản á, lính Mỹ đóng quân trên đó. Con nói con đố Nhật đuổi được lính Mỹ về quê thế. Đúng không? Có độc lập mà không có tự do. Theo quan, theo quan điểm của con như thế. Đúng rồi. Đúng không? Đó là tư bản, thì có hai nước đó. Theo tư bản thì họ giàu, mà họ giàu do họ làm ra của cải vật chất, chứ không phải là đi xin đi xỏ gì đâu. Họ giỏi, họ giỏi, con người họ giỏi, trí tuệ họ giỏi, họ siêng năng nữa. Rồi tiếp, chẳng hạn như bây giờ có một nước ở châu Á gần Việt Nam, đó là Philippines. Philippines là họ không có chiến tranh. Sau khi Tây Ban Nha thất bại ở châu Mỹ, Tây Ban Nha bán lại cho bán lại đất nước mà còn bán luôn á. Tây Ban Nha bán đất nước Philippines lại cho Mỹ 10 triệu đô năm 1885, đâu có cái khoảng đó đó. Tức là một khoảng 1885, nước Mỹ mua lại Philippines từ tay Tây Ban Nha. À, thế thì hiện tại bây giờ người Philippines là nói cả tiếng Anh này chú ạ. Người dân họ nói tiếng Anh. Đại đa số người dân nói tiếng Anh. Và họ có thể nói là gần 150 năm đó. Đến bây giờ là khoảng 150 năm rồi họ hòa bình độc lập. Nhưng họ có giàu đâu. Bây giờ GDP còn thua cả Việt Nam. Và đặc biệt là cái con đi Philippines, con biết là cái mà cái gốc rễ của nó là người dân Philippines khoảng 50-60% sống dưới mức nghèo đói. À, chú hiểu nè, tức là họ ở thành phố Manila thì rất là giàu, giàu giàu đến nói chung như ở châu Âu luôn. Nhưng mà sau bức màn giàu có đó thì đại đa số người dân, một nửa dân số khoảng 50% thì còn có 60 triệu dân, 120 triệu dân mà, 120 triệu dân mà. 60 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Nó đi ngược với chính sách của đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ. Tức là đất nước chúng ta không để ai ở lại phía sau. Việt Nam có hai câu, không để ai ở lại phía sau. Mà hiện tại bây giờ chú biết không, người nông dân của ta, họ có đầy đủ mọi thứ. Nhà cao cửa rộng ở villa không á, điện đường trường trạm không thiếu thứ gì. Và thành phố có cái gì, ở nông thôn có cái đó. Họ còn hơn ở thành phố, có cái rồng nữa, có cái vườn. Có cái rồng là rồng rãi, có cái vườn là vườn tược, có cây cối. À, mọi nhu cầu ở nông thôn bây giờ sinh hoạt không thua gì thành phố. Với lại cái câu thứ hai, câu mà chính phủ ta luôn luôn tâm đắc đó là gì? Chú biết không? Lấy nông thôn bao vây thành phố. Thì bây giờ người nông dân giàu rồi thì người nông dân mới mua sản phẩm cao cấp của thành phố. Những người sản xuất những nhà máy như tụi con này, đúng không? Sản xuất ra thì người nông dân mới đủ tiền mua. Cái câu nói đó cũng rất vĩ đại, lấy nông dân bao vây thành phố. Và bây giờ thì chú thấy ông về nông dân điện thoại, sóng điện thoại còn mạnh hơn cả thành phố nữa, họ dùng Viettel. Và đây là cái chính sách của Viettel đang áp dụng đó, là cắm cọc phát sóng điện thoại Viettel khắp mọi miền tổ quốc. Và hiện tại bây giờ Viettel đang vươn ra thế giới. Sau khi Phạm Nhật Vượng, VinFast vươn ra thế giới, cái làn sóng tiếp theo đó là sẽ là Viettel, đó là sẽ là Sun Group, đó là FPT. Samsung là chuyên là xây dựng các cái cáp treo á, ở khắp từ Bắc đến Nam. Viettel thì chuyên về viễn thông. Cáp treo bây giờ nó đâu cũng thấy, tức như là ra Phú Quốc cũng thấy cáp treo, đi Bà Nà Hiêu cũng cáp treo rồi, khi rồi tôi đi lên núi Bà Rang cũng cáp treo, là một cái công ty xây dựng cáp treo rồi đó là. Thì sau khi cái làn sóng của F của VinFast á vươn ra Mỹ, sẽ có nhiều tập đoàn của Việt Nam vươn tới Mỹ. Cái việc vươn tới Mỹ sẽ giúp cho hai bên đều có lợi, cùng nhau phát triển, cùng nhau nắm tay để phát triển kinh tế. Với đất nước chúng ta ngày nay, chúng ta cần hòa bình. Chính phủ chúng ta rất là vĩ đại, chúng ta cần hòa bình để chúng ta phát triển kinh tế. Nói chuyện làm ăn ok, còn nói chuyện đánh đấm không thèm, không thèm đâu. Đánh lắm, đi chỗ khác chơi, đánh riết mệt lắm rồi. Đúng không? Rồi chưa có đất nước nào mà chiến tranh bằng Việt Nam, đánh đấm hoài, và bây giờ hết đánh đấm là mừng thấy mẹ. Mừng rồi, đúng không? Đúng đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Có khi nào thì con nói có gì sáng chú? Không sai, chính xác. Rồi, con nói tiếp một nước nữa. Nước Philippines bây giờ thua ta về mọi mặt. Nếu ai đã đến đó rồi thì họ thua ta tất cả về mọi mặt. Đời sống tinh thần của nhân dân cho đến vật chất. Và cái cốt lõi là họ không lấy nông dân bao vây thành phố. Họ không lấy cái cốt lõi của Việt Nam là không để ai ở lại phía sau. Nếu như người Philippines được Mỹ hỗ trợ như thế, khoảng hơn 150 năm hòa bình độc lập như thế, tại sao người dân họ vẫn nghèo, vẫn khổ?
tại sao họ không giúp cho người dân của họ 60 triệu dân đó giàu lên để mua những sản phẩm của những nhà máy, những cái tức là những cái người sản xuất trong nước. Còn bây giờ ở Việt Nam ta, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương sản xuất hàng hóa đưa về nông dân bán được hết, người dân tiếp cận mua được hết, tất cả mọi người dân đều mua được, mua từ xây dựng cơ sở vật chất cho đến những cái vật đồ gia dụng và đến là những cái nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ở thành phố này, thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương hay là Biên Hòa, các tỉnh miền Đông Nam Bộ sản xuất phân phối khắp cả nước. Và chúng ta những cái nền tảng đó vĩ mô đến mức độ là chú nói này, người dân Bác Hồ nói dân giàu nước mạnh, thì khi người nông dân họ giàu lên, người dân giàu lên thì mua nhiều hàng hóa, nhiều hàng hóa thì những công ty tụi con đây mới sản xuất mới bán được, chú công nhận không? Và một điều thế này, khi anh sản xuất được á thì anh phải giảm nhập siêu, mà Việt Nam bây giờ đang xuất siêu, đúng không? Đúng, đang xuất siêu, đã nhờ xuất siêu, có cái sự xuất siêu đó thì thằng tư bản nó mới đến đây đầu tư. Vì thế này, thằng Hàn Quốc á là thằng tư bản, nó đến đây đầu tư nó khôn chứ, nó đầu tư vào Việt Nam 1 tỷ đô, sau 5 năm nó phải lấy lại vốn là 1 tỷ đô, nó phải lấy trên lời 1 tỷ đô này chứ. Nó đưa vô 1 tỷ thì ta nghĩ ông đầu tư vô nhà tôi 1 tỷ đô sướng quá ta. Nhưng mà sau khi một khoảng thời gian 4-5 năm nó phải thu về 2 tỷ cho mới chịu chứ. Có lẽ làm đầu tư sang... đâu có làm công chùa được. Công chùa được. Thế thì thằng Hàn Quốc nó nhìn vào cái vĩ mô. À, Việt Nam đang xuất siêu. Thì tao đầu tư vào mày á. 5 năm sau tao cũng lấy được 1 tỷ đô về. Nhờ cái xuất siêu đó tao có đô la. Họ lấy xong vốn, họ phải lấy tiền lời về chú. Chú công nhận không? Đó. Cho nên là nhiều người nó ở cái để nước ngoài đầu tư vào. Đầu tư vào như Philippines bây giờ, tất cả những kinh tế vĩ mô, những ngành vĩ mô, điện, đường, tường, tạm là những cái đó là đều tư bản nước ngoài đầu tư. Nhưng mà họ đầu tư xong rồi nhiều để lấy xong vốn, giờ lấy lời. Mà trong lúc đó lấy lời không có, lấy lời là vì đang nhập siêu mà chú. Thế cuối cùng là càng ngày thằng Philippines càng nợ nhiều hơn. Bởi vì nó đầu tư 1 tỷ nên nó lấy về 2 tỷ mà đang nhập siêu mà, có đô la đâu mà lấy. Thì mày có trả tao thì mày phải nợ. Mỗi năm cái nợ nó cứ tăng lên. Tăng dần lên. Nó tăng dần lên. Cho nên là nhiều người họ nói một cách là không để tư bản nước ngoài đầu tư vào. Đồng ý phải có tư bản đầu tư vào, nhưng mà trong nội lực mình cũng phải có. Mình phải có làm sao mình sản xuất để mình xuất siêu. Để cho nó đến đầu tư, rồi nó mang về nữa chứ. Một cái là thế này. Có những cái ngạch đầu tư không thể để tư bản nước ngoài đầu tư được. Bởi vì chẳng hạn như chủ lực không thể nước ngoài đầu tư được. Còn ví dụ đầu tư vào khu du lịch đi, một khu du lịch lớn đi, như Việt Nam đất nước con người Việt Nam đầu tư là ăn đời con đời cha đời cháu đời chít, và 1000 năm sau vẫn có tiền thu từ khu du lịch đó. Nếu mình để cho nước ngoài đầu tư thì có phải là 1000 năm sau thằng nước ngoài vẫn lấy rút ruột của mình ra? Cái tại đó là cái nguồn gốc của thằng Philippines, thằng Thái Lan bây giờ cũng thế, để cho nguồn lực những ngành kinh tế ngành kinh tế vĩ mô để thằng nước ngoài tự nhiên kiếm bằng đồng nào nó rút đi hết. Chú công nhận nào? Bây giờ mới biết. Biết không? Tại vì mình biết, mình nhìn cái mặt thẳng hoặc là mặt ngoài thì mình không hiểu gì nội tình cả. Yeah. Thì mình không biết. Nhưng mà chính xác là khi mà đã đi vào kinh tế vĩ mô thì chính xác là vài chục năm sau nó sẽ rút ruột hết. Nó kinh tế cái đầu lên thế này, cái đầu nó lên thế này này. Mà khi nó rút ruột nó đi xuống. Đó. Bởi vậy cái thằng Philippines này cứ lên, cứ xuống. Thì nó khi đầu tư bỏ tiền nó lên xong rồi nó lấy vốn xong rồi nó lấy cả cái tiền lời nữa nó rút ra. Thế thì mình phải cái tâm vĩ mô của đất nước mình là phải cái nội lực của mình phải có, và đặc biệt là mình phải xuất siêu để mình có cho nó mang về. Cái thứ hai là ngành chủ lực của mình, ngành vĩ mô của mình không thể được ngoài đầu tư được. Ví dụ chẳng hạn như Việt Nam nói cho Mỹ đầu tư thì chỉ nói từ ưu đãi, ví dụ điện gió tao chỉ cho ưu đãi cho mày mấy chục cột thôi. Mày xây dựng 100 cột vào đây, mày thu đời con, đời cháu, đời chắc 1000 năm sau mày vẫn thu. Chẳng hạn như điện gió, đúng không? Nó thu chỉ 10 năm, 5, 7 năm là nó thu 7 vốn. Thì sau đó là nó lấy lời. Mà mình nó lấy lời, mình cột gió để con quay, để tạo ra điện. Nó thu hàng trăm năm. Mà sau khi lấy vốn rồi thì lấy lời hàng trăm năm. Đâu phải đơn giản đâu chú. Cho nên là mình chỉ chính sách, mình cũng có cho người ta đầu tư, nhưng mà một bước đầu nào vừa phải thôi.
gọi là bên kia họ ưu đãi mình thì mình cũng phải cho họ đầu tư một cái gì đó ngon ăn, gọi là mảng ngon ăn. Mà thằng Mỹ thì chú biết rồi đó. Những lúc mà những cái nguồn mà tài nguyên hoặc là những cái như là điện nè, xăng nè, là thuộc về dính líu về coi như là chủ lực của Việt Nam, không thể nào để cho nước ngoài nhúng tay vào, bởi vì cái đó thuộc về ăn vừa nó vừa nhiên liệu, nó chưa vừa ấy mà nó an ninh quốc gia, an ninh quốc gia luôn, an ninh quốc gia. Không bắt buộc, không thể nào cho bất cứ một nước nào mà xâm nhập vào cả cái điều đó. Đúng, ok, chú công nhận không? Đúng, cho nên là chú càng về sống lên lâu á, chú mới càng nguyên suy ngẫm, chú mới cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, đúng không? Còn đang đi đúng hướng mà. Đi đúng hướng, tôi con là những người trẻ, những doanh nghiệp trẻ. Con là nói về gì? Con là kinh doanh tư nhân mà, nhưng mà ở tầm con là tầm vĩ mô, chính phủ phải làm việc vĩ mô. Hai cái từ vĩ mô và vĩ mô nó mới định hướng là một cái cuối cùng, cốt lõi cuối cùng, đó là xã hội chủ nghĩa. Nhà nước làm nền tảng cho doanh nghiệp vĩ mô phát triển, nhà nước tạo những cái đà cho doanh nghiệp vĩ mô phát triển. Bây giờ nhà nước đã xây các công, con nói tiếp, nhà nước xây dựng các công trình thủy lợi, đắp đào ngăn sông, đắp đập, làm kênh dẫn nước, hệ thống tưới tiêu khắp ruộng đồng khắp cả nước, đó là nhà nước đầu tư miễn phí. Thì bây giờ tụi con phát triển doanh nghiệp mới bán được, con là công ty in thì con mới bán được bao bì đựng hạt giống, rồi đựng được bao bì đựng phân bón, rồi bao bì đựng sản phẩm nông sản. Nó có sự chuỗi nối và liên kết với nhau. Mày in bao bì rồi xong thì đương nhiên hạt giống, gói hạt giống rồi. Hạt giống phải là tưới, có phải nước tưới tiêu, để gieo các cái rồi nữa. Nói chung là nó có một sự liên kết rất nối dài đó. Dạ. Thành ra tất cả mọi cái đều đi lên. Dạ. Mà nhờ ơn Đảng và Chính phủ đã làm cái nền tảng cho người dân của mình và người dân của ta hơn Philippines như chú. Họ đang 60 triệu dân đây đang đói, không mà phải nhập gạo của ta luôn, mà họ 150 năm là hòa bình đấy. Lúc họ hòa bình, họ giàu có, họ khoe họ giàu có, thì ta đang chiến tranh ngập đầu ăn bom đạn. Lúc họ ăn cơm ta ăn bom đạn. Chào tất cả mọi người lần nữa nha. Chào Văn Chu Phan. Rồi chào mọi người nha. Khi mà ta ăn đạn á thì họ đã ăn cơm. Họ hòa bình 150 năm mà đến bây giờ dân họ vẫn khổ. Đó là cái so sánh giữa hai nước tư bản và xã hội chủ nghĩa, thì thằng Philippines là tư bản đặt mà được sự đỡ đầu của thằng Mỹ rất là lớn, không 150 năm là theo Mỹ đấy, nói tiếng Anh luôn, và có hàm đội của Mỹ, có mấy hàm đội của Mỹ trên đất của nó luôn, và được Mỹ là bảo hộ tài trợ và cho người lao động của Philippines đến lao động ở Mỹ một cách tự do, đặc biệt là về cái ngành phục vụ y tế rồi chăm sóc sức khỏe. Là người Philippines hầu như đưa cái ngoại hối là từ Mỹ về là bằng cái lao động là y tế rồi đó, rồi chăm sóc người già, y tế, rồi là một số lao động khác. Và đặc biệt người Philippines rất lợi thế là nói tiếng Anh. Người Philippines nói tiếng Anh lợi thế hơn người Việt Nam là khi đi ra nước ngoài. Nhưng mà họ có nhiều lợi thế, mà họ có giàu đâu, người dân họ vẫn nghèo và được sự bảo trợ của Mỹ vẫn nghèo. Mà bây giờ họ không biết sẽ đi về đâu, họ theo Trung Quốc hay theo Mỹ. Tổng thống này thì theo Trung Quốc, tổng thống kia theo Mỹ, không có ổn định. Và con đợt chính này trị không ổn định, không, họ không có lập trường, tức là không có tiếng nói riêng, không có chính kiến riêng, đúng không? Còn chúng ta có tiếng nói riêng, có chính kiến riêng, và có chính sách 40 nha. Cái không cuối cùng là người ta ít nhắc, nhưng không cuối cùng là không nổ súng, không, cái đó rất quan trọng, tức là ta phải không xâm lăng bất kỳ nước nào. Chú là hiểu như này, ta phải bảo vệ hòa bình. Nhiều người chưa hiểu câu cuối cùng đâu, câu cuối cùng nó quan trọng không thua những bốn câu trước. Còn không đặt căn cứ, không liên minh, đúng không? Tức là chính sách 40 đó, có cái không cuối cùng là không đủ đúng. Cái đó quan trọng lắm, là ta phải không xâm lăng này, không xâm lược này, không dùng vũ lực để mà đánh những cái nước khác. Thế mày nhưng mà đừng có đụng tao, đụng tao tôi bắn. Thì người dân Việt Nam không có súng, không, cảnh sát cũng có súng luôn. Cho nên ở Việt Nam thì rất là, chú về lâu rồi chú thấy đó. Thực chất bấy lâu nay chú thấy không, chú về đây càng ngày chú lại càng ít livestream, là vì trong cuộc sống nó chẳng có gì bức xúc cả. Đúng rồi, nó thấy hài hòa, hòa bình quá, mọi người gần gũi và khi nào cũng vui, cho nên cũng chẳng có gì lấy đề tài để mà nói. Kể cả tụi con đây làm doanh nghiệp, tụi con sống hàng ngày đây, thì hôm nay có chú để con nói đàn ông nếu mà nói
để lên cái mạng truyền thống mà nói là nói về vĩ mô, nói cho cao luôn, chứ anh không thể dùng một cái đoạn clip trên Facebook để mà thống kê lên một cái thời kỳ lịch sử. Nó dằng dặc vì con học 12 năm học chứ hết mà. Đến nỗi mà giờ lịch sử Việt Nam học đến tiến sĩ học chứ không? Chứ hết đấy. Thì sao mà lên một clip mà anh phân tích được? Trời, mày thằng bố láo à. Tôi con chỉ lập luận thế này. Nói về đây xong theo Mỹ, theo Tây, theo Tàu cho nó giàu. Thì những nước chẳng hạn như Thái Lan cũng thế. Bây giờ nói Thái Lan cũng tương tự như Philippines. Cũng có rất nhiều đảng phái, bây giờ cũng chưa biết đi về đâu. Thì các bạn, anh chị em biết rồi đó, Thái Lan sẽ chưa biết đi về đâu. À, họ cũng hòa bình mấy trăm năm rồi, Thái Lan cũng hòa bình 300-400 năm rồi chú. Từ cuộc chiến là Thái Lan với Miến Điện là 1778-79 như đấy. Hoặc 70 đấy, 1770 đấy. 1770 đấy, cái tầm đó. Thì có một cuộc chiến đánh giữa Thái Lan và Miến Điện. Đến ngày hôm nay thì từ đó đến bây giờ Thái Lan không có chiến tranh và được Mỹ hỗ trợ hậu thuẫn rất lớn, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Được Mỹ trả rất nhiều tiền, nhưng đến bây giờ thì người dân Thái Lan cũng chưa biết đi về đâu. Có một cái sự thật thế này, người dân Thái Lan hòa bình mấy trăm năm nhưng mà người đóng đẻ để dân số có được 6-7 triệu người, 65 triệu người. Người dân tại sao họ sinh sản kém thế? Chú thấy không? Họ sinh sản rất kém. Có đất nước đồng gấp đôi, gần gấp đôi Việt Nam, gấp 1.7-1.8 như đấy, bằng nước Pháp ấy. Mà dân số chỉ 60 triệu người, rất thưa thớt. Mà sang bên đó thì thành phố Bangkok phát triển, nhưng mà các tỉnh lì khác thì rất là nghèo. Đúng rồi. Ngoài thành phố ra nông thôn rất là nghèo. Rất là nghèo. Thì cái hay ở Việt Nam mình là nó đồng đều. Đồng đều. Dạ. Thì đó là cái câu nói mà không để ai ở lại biết sao. Đó là cái câu nói mà lấy nông thôn bao với thành phố, cũng nói vĩ đại như thế, nói là vĩ mô mà. Đó. Thì như bây giờ Thái Lan đó cũng hòa bình, cũng đâu có phát triển lắm đâu. Rồi giờ con nói tiếp một cái đất nước nữa là Myanmar, nó có 272 đảng phái á. Nó là mình nói nhớ cỡ đó, nhưng khoảng 300 á. Tức là nó là một đất nước rất nhiều đảng phái, đa đảng, 270 mấy đảng, 300 đảng. Bây giờ là cũng không biết rồi đi về đâu, không có một cái chính sách rõ ràng, chú nhận không? Myanmar cũng không có một chính sách rõ ràng. Nó là một nước tư bản, nhiều đảng phái, đa đảng, có tổng thống, mà bây giờ chưa biết đi về đâu. Nó còn nghèo hơn Việt Nam năm 1990 nữa. Myanmar bây giờ còn nghèo hơn Việt Nam 1990. Thì cái lập luận của mình ngắn gọn là gì? Để mình chứng minh là theo Tây, theo Tàu hay là theo nào để cho giàu. Giàu không phải theo Tây, theo Tàu đâu. Giàu do cái lập trường của mình này. Mình tạo những kiên định. Đầu tiên giàu là phải có, nó hồi tụ 4 yếu tố. Mọi người lên mạng hay nói là mới có 1 yếu tố à. Giàu phải có hồi tụ 4 yếu tố. Giàu và hạnh phúc nữa. Giàu đầu tiên là tài chính. Giàu cái thứ hai là giàu về thể chất. Người dân Việt Nam bây giờ tuổi thọ trung bình 76 tuổi. Giàu về thể chất, giàu về tinh thần. Con người ta phải có tinh thần gọi là đất nước hòa bình, độc lập, gia đình đoàn kết, gia đình hạnh phúc. Học con người ta sống tự do, được mua bán, buôn bán, được sinh hoạt với một cái giá cả thị trường vừa phải chăng. Mọi người đều có cơm ăn áo mặc, không ở để có ai để lại ở lại phía sau. Người giàu hay người nghèo thì cũng một ly cà phê giống nhau. Con là chủ doanh nghiệp thì với chú, một người về hưu thì hai chú cháu cũng đi cà phê giống nhau, được hưởng thụ một cái sự công bằng, đúng không? Và hơn nữa là bây giờ càng giàu càng phát triển càng thành đạt thì người ta còn ăn chay nữa để giảm bệnh tật. Cho nên là cũng ăn uống cũng tham làm gì, không tham sân si làm gì cho mệt, đúng không? Đó là vì gọi là cái tinh thần, cái tinh thần giàu thể chất, giàu tinh thần, giàu tài chính là tiền bạc đó, tiền bạc rồi giàu mối quan hệ là có gia đình, là gọi là có bạn bè mối quan hệ, và mối quan hệ nó sinh ra hòa bình. Giàu nó phải có 4 cái, chứ mọi người đang trên thế giới nhiều người phát ngôn mới nói giàu bằng kinh tế mới nói chắc kinh tế chưa nói đến thể chất, chưa nói đến tinh thần, chưa nói đến mối quan hệ, chưa nói đến nghề nghiệp. Thì như ở Mỹ chú biết có thể là tiền bạc nhiều nhưng mà nhiều khi hạnh phúc không có. Hạnh phúc không có. Đúng rồi. Hạnh phúc không có, đúng không? Về tiền bạc có thể là có. Đúng. Mà có khi con nói là thể chất cũng không mạnh khỏe nữa. Đó là... Đi làm con đã đứng tê chân tê tay, đúng không? Rồi mối quan hệ gia đình, bạn bè, nhiều khi con nói chú đi làm về có khi cả tháng vợ đi làm, chồng đi làm, nhiều khi gặp nhau chứ đừng nói là gặp bạn bè. Mà làm gì có một khung cảnh để mà ngồi uống cà phê thế này. Thì bây giờ thế này, người ta xây dựng một xã hội là phải hài hòa. Nó vừa có vật chất,
vừa đạt là tinh thần, vừa có thể chất, vừa có mối quan hệ gia đình xã hội, vừa hướng nghiệp cho mọi người dân là có quyền tự do kinh doanh buôn bán làm ăn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là khắp hành tinh luôn. Với chú đi lao động ở nước Mỹ, những người dân Việt Nam rất tôn trọng với chú, về hưu chú mang đô la bên Mỹ về đây chú xài. Thì chú xài đây lôi lương chú cũng vài ngàn đô về hưu, thì chú xài ở Việt Nam đây một tháng chú cũng chi trả xung quanh xóm đây một cái đó người dân, một cái nguồn thu của nhà nước. Con mong rằng là cái chỗ ta ngồi đây sau này sẽ có 100 Việt kiều như chú về đây về hưu an dưỡng như thế này, để gặp bọn trẻ tụi con được nói chuyện vui vẻ thoải mái. Đúng rồi, hôm nay mở đầu cái like này thì Hải đã chia sẻ về một khía cạnh của vĩ mô của đất nước, và đúng rồi, bài này ngắn gọn vậy thôi. Ngắn gọn vậy thôi, có nghĩa là còn nhiều lắm, nhưng mà từ hồi xưa tới bây giờ trên cái không gian mạng này họ gom vào một cái, họ nói một cái đi, ta khoái cái câu của nó là lịch sử. Nó không đơn giản như kiểu gì có một quy lớp mà gom gọn tất cả, là không phải vậy. Nó nói rồi, nó học lên đây là tiến sĩ rồi mà chưa học hết lịch sử Việt Nam. Đừng có nói chi mà cỡ một video clip làm sao mà gom góp lại mà nói sằng nói bậy được, đúng không? Tao hoàn thành điều đó. Hôm nay mới mở rộng tầm mắt lên đến vĩ mô, nói về kinh tế vĩ mô mình mới thấy mình thấm chút xíu cho từ xưa chưa hiểu. Ok. Nhiều người nói ông khúc cuộc lịch sử nó tao bậy, con nói thêm một khúc nữa. Có người con thì con chỉ đi ai cả. Đặc biệt là tụi con đây được đào tạo cơ bản là không có chỉ trích bất kỳ ai. Ai cũng phải tôn trọng được sự tôn trọng quan điểm của mỗi người. Nhưng mà anh phải biết cái cốt lõi của nó. Năm 1946, 45 bác Hồ đọc tuyên ngôn là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Nước Việt Nam là một là chỉ có một nước Việt Nam thôi, dân tộc Việt Nam là một là chỉ có dân tộc Việt Nam là người Việt Nam. 64 dân tộc anh em. Cho nên là một nước Việt Nam thôi. Chẳng có hai nước Việt Nam không đâu, không có cái chuyện đó. Chính xác. Một nước Việt Nam bị tạm thời bị chia cắt hai thể chế Nam Bắc, nhưng mà vẫn dùng từ Việt Nam à, thêm từ Bắc và Nam thôi, nhưng mà là một nước tạm thời bị thằng đánh là đánh Mỹ, thằng Mỹ nó tạm thời chia cắt, đánh Mỹ chứ đâu phải đánh Việt Nam đâu, cho nên là một nước Việt Nam đánh Mỹ giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Chính xác. Đúng là một nước Việt Nam thôi, một nước Việt Nam là một dân tộc Việt Nam một, chỉ học nhiêu đó của bác Hồ nói đủ rồi, tích sử chỉ nhiêu đó đủ rồi. Tại không nhiều khi không học thuộc á, mới sinh ra là hiểu sai, đến phát ngôn là sai. Miệt nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. đúng rồi, chính xác. Đúng, ok, chính xác. Hôm nay một clip ngắn thôi, sẽ tái diễn là tái hợp lại một ngày mai ngày mốt gì gần đây sẽ tiếp tục cái chuyện mà vĩ mô, bởi vì vĩ mô nó nhiều lắm chứ nó không đơn giản. Ở đây là chỉ là một khía cạnh, một góc nhỏ của vĩ mô thôi. Ok, chào tạm biệt mọi hôm người sau nha. Con thể nói về cái đề tài là về 20 năm chống Mỹ và nói về gia đình của Ngô Đình Diệm rồi. Ok, rồi, hôm sau để nói đề tài đó, tất cả mọi người chờ đó nghe. Xin giới thiệu Hải là thạc sĩ nha, đấy là chủ doanh nghiệp đó, hôm trước mình giới thiệu rồi. Ok, chào mọi người nha, chúc mọi người một ngày tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nha.